Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Weird Cartoon hàng trăm nghìn sub với series Steven Universe. Sau cả tháng trời mong đợi thì cuối cùng Steven Universe The Movie cũng đã đến được với các fan tại Việt Nam từ ngày 3 tháng 9 vừa rồi. Trong video ngày hôm nay, Way to Weird sẽ cùng các cậu tóm tắt lại những diễn biến của bộ phim, đồng thời đưa ra những nhận xét chung của cá nhân tớ sau khi xem. Lưu ý rằng video này đầy rẫy spoiler nên chỉ dành cho những ai đã xem xong bộ phim hoặc không thể xem phim. Vậy nên, nếu các cậu chưa xem phim và không muốn trải nghiệm của mình bị phá hỏng thì hãy dừng video này lại ngay bây giờ. Và video xin được bắt đầu. Let's go! Mở đầu bộ phim, Steven, nay đã 16 tuổi, cùng với ba Diamond tuyên bố với toàn bộ chủng tộc Gem rằng cậu đã sẵn sàng thay thế chức vị của Pink Diamond. Lời tuyên bố của Steven được Yellow và Blue Pearl phát sóng trực tiếp qua các thiết bị liên lạc Diamond. Cậu nói rằng cậu rất thích công việc hiện tại của một Diamond, nhưng điều cậu muốn ngay bây giờ là quay trở lại trái đất cùng với bạn bè. Ba Diamond đã ra sức níu kéo cậu ở lại Homeworld với họ nhưng không thành, vì Steven đã vội vã di chuyển xuống trái đất. Connie giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi và vẫn cao hơn Steven, đang ngồi đó liền chạy đến ôm hôn tạm biệt cậu để đi cắm trại ngoài vũ trụ. Ta được thấy ngôi đền đã được sửa sang khá nhiều, có thêm một căn cứ với mái vòm dành riêng cho Steven. Và ở bên ngoài là hai lá cờ, có lẽ là tượng trưng cho trái đất và Homeworld. Bài hát Happily Ever After được Steven cất lên như để tóm tắt lại hành trình của mình qua suốt năm mùa. Here we are in the future. Here we are in the future and it's bright. Cậu đã phải gánh chịu mọi hậu quả mà Rose, Pink Diamond gây ra, trở thành kẻ thù của đồng loại chỉ vì bị hiểu lầm. Nhưng bù lại, cậu trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và cậu đã sửa chữa lại mọi lỗi lầm. Bài hát được Pearl, Garnet và Amethyst tiếp tục cùng với những sự phát triển nhân vật của riêng họ. Bài hát này cũng gián tiếp cho chúng ta thấy được cuộc sống hiện tại của các Gem trên trái đất sau khi được chữa lành cuối tập phim Change Your Mind. Với sự giúp đỡ của Bismuth, Lapis và Peridot, họ đã và đang xây dựng cho mình một thành phố với tên gọi là Little Homeworld. Những Gem từng bị lỗi và từng là những con quái vật nguy hiểm mà nhóm Crystal Gem phải tiêu diệt trong suốt series, giờ đây là những cư dân đá quý được sống trong hòa bình và tự do. Bài hát kết thúc với cảnh bốn thành viên nòng cốt của nhóm Crystal Gem được đoàn tụ và nằm thư giãn trên đồi. Steven đã hỏi Garnet rằng liệu cuộc sống viên mãn này có kéo dài mãi mãi? Và bất ngờ thay, Garnet đã bần thần đáp lại là không. Ngay sau đó, cả bầu trời trở nên đen kịt và lộng gió. Một Gem hình trái tim cùng với chiếc injector khổng lồ đang chuẩn bị đáp xuống mặt đất để tìm kiếm Steven. Khi nhận ra Steven chính là cậu bé đang đứng ngay trước mặt của mình, cô ta đã ngay lập tức cho injector cắm phập vào mặt đất để bắt đầu bơm vào lòng đất những dung dịch màu hồng có thể hủy diệt toàn bộ sự sống hữu cơ trên hành tinh. Trước khi bất kỳ ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, đá quý hình trái tim kia đã lao ra tấn công dồn dập cả bốn với sức mạnh có giãn cực kỳ linh hoạt và chiếc lưỡi hái được triệu hồi từ viên Gem. Pearl, Garnet và Amethyst do chưa sẵn sàng chiến đấu đã nhanh chóng bị lưỡi hái cắt đôi và phải thu hồi vào viên Gem. Nhưng do lưỡi hái này chỉ gây sát thương được lên cơ thể đá quý nên Steven đã chủ quan đỡ bốn đòn liên tiếp. Sau đó, cậu đã giành được lưỡi hái từ chính tay đá quý kia và chém cô ta một phát chí mạng. Steven mang 5 viên Gem vào nhà trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Pearl, Ruby, Sapphire và Amethyst lần lượt phục hồi lại. Nhưng điều bất ngờ nhất là họ đều quay trở lại hình dạng ban đầu và mất toàn bộ trí nhớ. Bây giờ thì Pearl chỉ nhận là người hầu của Gray. Ruby và Sapphire không còn tình cảm với nhau nên không thể hợp thể, còn Amethyst chỉ biết bắt chước những gì Pearl làm. Hóa ra vũ khí của đá quý hình trái tim kia không chỉ là một lưỡi hái thông thường mà còn có tác dụng đưa đá quý đó về trạng thái ban đầu, như là đá quý đó vừa được tạo ra. Steven nhận ra mình cũng đã bị lưỡi hái đó tác động, vì cậu không còn sức mạnh Gem mà cậu đã mất cả 5 season để khám phá. Đá quý trái tim sau một lúc cũng được hồi phục với viên Gem được xoay ngược lại, và cô cũng mất trí nhớ do chính lưỡi hái của mình. Pearl đã giới thiệu đây chính là Spinel, người bạn thân nhất của Steven.
Trái ngược với sự hung hăng, hiếu chiến cách đây không lâu, Spinell giờ đây lại là một cô bé cực kỳ đáng yêu và sẽ không rời Steven một bước để luôn được chơi cùng với cậu. Không chỉ có bạn bè, mà kẻ thù của cậu cũng bị mất trí nhớ. Steven không còn cách nào khác ngoài cầu cứu Bismuth, Lapis và Peridot. Ruby và Sapphire cũng đi cùng cậu đến Little Home World, trong khi Gray ở lại trông chừng Pearl và Amethyst. Nhưng ba đá quý cậu tin tưởng nhất, hiện giờ cũng không thể giúp được gì. Trong khi tất cả đang tuyệt vọng, thì chính Spinell đã nghĩ ra cách hồi phục trí nhớ cho Pearl, Garnet và Amethyst. Cô nói rằng, nếu đưa họ những mảnh ghép ký ức nhỏ, họ sẽ dần dần ghép chúng lại và tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của cả nhóm bây giờ là phải tìm được những mảnh ghép tạo nên con người của Garnet, Pearl, Amethyst và cả Steven. Và đây cũng chính là ngụ ý của tác giả muốn nhắc đến hành trình của ba đá quý này trong suốt quãng đường của series. Trước hết, cả nhóm sẽ phải đe dọa tính mạng của Ruby, khiến Sapphire phải lao vào cứu và vô tình hợp thể thành Garnet. Spinell đã làm được điều đó và Garnet đã quay trở lại, nhưng cô vẫn chưa có lại ký ức của mình. Steven sau đó lại chạy khắp nơi để tìm Amethyst và Spinell ngây thơ, tất nhiên tiếp tục theo chân. Họ tìm thấy Amethyst trong gara và cũng là xưởng vẽ của Vidalia. Steven và Amethyst đã cùng nhau hát No Matter What và ôn lại những kỷ niệm qua bài hát đó. Những kỷ niệm đó chính là ăn khoai tây chiên từ quán của PD, chơi điện tử ở khu giải trí, trốn lên tàu hỏa đi bụi và đến Kindergarten nơi Amethyst được sinh ra. Và rõ ràng, trong ba Crystal Gem thì Steven hiểu rõ Amethyst nhất. Vậy nên, trí nhớ và hình dạng của cô đã nhanh chóng được hồi phục chỉ sau một bài hát. Quay trở lại với chiếc Injector khổng lồ vẫn đang không ngừng hủy diệt trái đất, Peridot phân tích rằng hiện tại nó đã bơm được 15,4% lượng chất lỏng vào lòng đất với tốc độ hủy diệt 5 mét khối mỗi tiếng. Nhóm Steven chỉ còn 41 tiếng trước khi mọi sự sống bị quét sạch. Steven trong lúc tuyệt vọng đã chạy đến tự nhấc Injector khỏi mặt đất. Nhưng cậu không thể giữ được lâu khi không còn sức mạnh từ viên gem. Và Steven đã phải nhấc tay ra, khiến Injector còn cắm sâu vào lòng đất hơn là lúc đầu. Giỏi lắm Steven! Hy vọng duy nhất của cả nhóm là thuyết phục Spinell vô hiệu hóa nó, đồng thời với việc họ phải hồi phục lại trí nhớ cho cô. Nhưng không ai trong nhóm biết được mảnh ghép ký ức của Spinell ngoại trừ Pearl. Vậy nên, trước hết phải hồi phục trí nhớ cho Pearl. Nhưng Pearl đã tuyên bố sẽ ngừng phục tùng Gray một khi Gray không còn tồn tại nữa. Và chính câu nói này đã giúp Steven nảy ra một ý tưởng điên rồ. Steven đã dành chút sức mạnh gem cuối cùng để hợp thể với Gray. Và cả hai đã tạo thành anh chàng Steak, điển trai 8 múi. Pearl không còn là người hầu của Gray nữa. Và những ý định nổi loạn bắt đầu dấy lên trong cô. Bài hát Independence Together, Pearl đã lấy lại được ký ức và hình dạng của mình. Steven sau khi hợp thể đã cạn kiệt sức mạnh gem. Cùng lúc đó, sức sống của phần con người cũng đang dần lụi tàn. Pearl chỉ tiết lộ rằng Spinell từng là người bạn cùng chơi của Pink Diamond khi họ ở khu vườn riêng của Pink. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó thì cô không hề biết. Steven tức tối cưỡi Lion quay trở về căn cứ, sau đó nhờ Lion đưa Connie về trợ giúp. Trong khi đó, cậu bước vào căn cứ trò chuyện với Spinell và đã khơi gợi một phần ký ức trong cô khi cậu nhắc đến khu vườn của Pink. Cả hai đã dịch chuyển đến khu vườn đó và tại đây, Spinell đã kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Có lẽ Spinell là một đá quý được tạo riêng cho Pink chỉ với mục đích giải trí. Ban đầu, cả hai chơi rất thân với nhau như một cặp không thể tách rời. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu khi Pink bắt đầu quan tâm đến những chuyện khác. Cô muốn được có cho mình một hành tinh để cai trị và cuối cùng cũng được giao cho trái đất. Pink đã sẵn sàng cai trị trái đất và từ biệt Spinell. Nhưng Spinell lại nghĩ rằng trái đất sẽ là một địa điểm mới để cùng chơi đùa với Pink. Và để Spinell không theo chân mình đến trái đất, Pink đã cho cô chơi một trò chơi mang tên là đứng nhìn tại chỗ. Và Pink đã không bao giờ quay trở lại khu vườn. Spinell đã chơi trò chơi này không thể xuất sắc hơn khi cô không hề nhúc nhích chân sau 6.000 năm.
hàng trăm tỷ giây trôi qua đều đứt và neo đong đếm. Và mỗi giây, cô lại tự hỏi liệu đây có phải một trò chơi. Cô đã không can đảm dừng trò chơi hão huyền ấy vì niềm tin Pink sẽ quay lại luôn hiện hữu. Nỗi tủi thân tột cùng được chấm dứt khi thiết bị liên lạc của Pink phát tín hiệu đến khu vườn. Nhưng Steven tất nhiên không thể biết đến cô mà chỉ nhắc đến những người bạn khác. Mảnh ghép cuối cùng là sự ruồng bỏ đã quay trở lại với Spinel và cô lại thay đổi hình dạng điên loạn như ta được thấy ở đầu phim. Steven đã an ủi được Spinel và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô như mẹ cậu đã làm. Spinel được đưa quay trở lại ngôi đền trong sự chào đón nhiệt liệt của Pearl, Amethyst và cả Connie. Cô đã không còn thù hằn với Steven hay với trái đất nữa, mà sẵn sàng dừng Injector lại. Sau khi Injector cuối cùng cũng đã được rút khỏi mặt đất, Steven ngay lập tức bơ đi Spinel và tiếp tục nghĩ cách để hồi phục trí nhớ cho Garnet và sức mạnh của cậu. Và chính điều này đã làm Spinel tự ái hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi cô hiểu ra Steven chỉ cố lợi dụng cô để cứu trái đất. Trong cơn tức tối, Spinel một lần nữa kích hoạt Injector và mặt đất một lần nữa bị xới tung lên. Garnet ngáo ngơ cũng bị Spinel bắt làm con tim. Nhưng chính tuyệt chiêu thông não chi thuật của Steven sử dụng lên Spinel đã tìm lại mảnh ghép cuối cùng của Garnet và cô cuối cùng đã được phục hồi. Bài hát chủ đề True Kind of Love nổi lên trong khi Garnet và cả nhóm đang cho Spinel ăn hành. Oh, when a difficult day goes by. Và như tớ đã dự đoán trong video phân tích trailer, những đòn tấn công vật lý không hề có hiệu quả với cơ thể Spinel. Vậy nên, Steven sẽ tiếp cận Spinel trên đỉnh Injector và sử dụng tuyệt chiêu thông não chi thuật tối thượng trong khi Connie và các gem còn lại giả cứu người dân. Steven sử dụng hết sức mạnh còn lại trong người để leo lên Injector, nhưng Spinel đã không thể tin tưởng cậu được nữa. Trong khi chuẩn bị thả Steven rơi tự do, chính Spinel đã tìm lại mảnh ghép cuối cùng của Steven, đó là sự thay đổi. Chính là phương châm của toàn bộ series, Steven đã có lại toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình và sẵn sàng đỡ mọi đòn đánh từ Spinel để có thể nói chuyện với cô. Và chính cú đấm trời giáng của Spinel được Steven đỡ đã tác động trực tiếp đến Injector một lực đủ mạnh khiến nó phát nổ. Spinel cuối cùng đã hiểu được và vô cùng hối hận trước hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng Steven đã có lại sức mạnh hồi phục và sẵn sàng đứng ra sửa chữa lại tất cả những hành động của Spinel. Cậu sẽ kiên trì hôn từng mảnh đất một để hồi phục sự sống của mảnh đất đó. Spinel đang định bỏ đi sau tất cả rắc rối mình gây ra, thì ba Diamond chợt đáp xuống mặt đất bằng tàu cá nhân để sống ở trái đất với Steven. Lạ kỳ thay, Spinel lại có thể bù đắp nỗi nhớ Pink của ba Diamond bằng tính cách trẻ con, vui nhộn của mình. Ba Diamond quyết định đưa Spinel về Homeworld sống cùng mình như để bù đắp lại khoảng trống của nỗi nhớ Pink, và Spinel cũng rất hạnh phúc vì lần này không chỉ có một mà có đến ba Diamond yêu quý và trân trọng mình. Và bộ phim kết thúc với một cái kết viên mãn cho mọi nhân vật và bài hát Happily Ever After. Happily ever after never end. Theo tớ, Steven Universe The Movie là một bước đệm hoàn hảo để series kết thúc câu chuyện về các Diamond và bước sang câu chuyện khác với mùa 6. Tuy nhiên, nếu các cậu kỳ vọng bản thân bộ phim sẽ khai thác một câu chuyện hoàn toàn mới, thì tớ tin rằng các cậu sẽ không thể tránh khỏi sự thất vọng chán chê. Mục đích chính của bộ phim này là điểm lại hành trình và sự phát triển của các nhân vật trong suốt 5 mùa, khá giống với Avengers Endgame, tổng kết 10 năm của MCU. Vì vậy, bộ phim cũng mang những điểm hạn chế không thể phủ nhận là cốt truyện không được quá đầu tư, dẫn đến khá nhiều lỗ hổng và nhịp độ hơi nhanh. Các nhân vật, từ các nhân vật quen thuộc đến những nhân vật mới, đều không có những diễn biến tâm lý phù hợp, thậm chí là cực kỳ mờ nhạt như Connie, bộ bà Bismuth, Lapis, Peridot hay nhóm Of Color. Chưa kể đến những nhân vật không hề được nhắc đến chút nào như Jasper hay những đá quý từng bị lỗi. Thay vào đó, tớ khá vui mừng với hình ảnh mới của các Diamond trong bộ phim. Họ đã từng là những kẻ phản diện chính của bộ phim, nhưng giờ đây đã trở thành những người chị, người bạn, hết lòng yêu thương Steven và đang cố gắng thay đổi theo ý cậu. Những lời thoại, cử chỉ đều thể hiện sự trìu mến, nhẹ nhàng, vui vẻ,
thay cho vẻ đe dọa, thù địch trước đó. Đánh giá riêng về phản diện chính của bộ phim Spinel, tớ thấy rằng từ động cơ gây chiến đến những diễn biến cảm xúc của cô đều được phát triển có phần hời hợt. Quá khứ vô cùng đau thương có thể khiến chúng ta dễ dàng đồng cảm với Spinel, nhưng hành động giận cá chém thớt khiến Spinel quyết định tiêu diệt Steven và cả trái đất thì không hề thuyết phục chút nào. Cảm xúc lạc quan hay bi quan của Spinel cũng liên tục thay đổi 180 độ. Chỉ trong hơn 80 phút của bộ phim, làm mạch truyện rời rạc hơn rất nhiều và khiến khán giả mất hết sự đồng cảm trước đó với cô. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Steven Universe The Movie là một bộ phim nhạc kịch. Vậy nên, điều quan trọng hơn cả là phần nhạc đã được thể hiện rất xuất sắc. Đa số các ca khúc đều có phần giai điệu và lời rất hay và ý nghĩa, góp phần làm dịu đi tình huống căng thẳng mà các nhân vật đang gặp phải. Cá nhân tớ đặc biệt ấn tượng với ca khúc Happily Ever After khi nó vừa rất hợp với cốt truyện của chính bộ phim, vừa giúp khẳng định lại ý nghĩa của toàn bộ series. Đó chính là quá trình đấu tranh không ngừng của mỗi người để hướng đến sự thay đổi tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, vì ta luôn có thể làm nó tốt đẹp hơn. Phần đồ họa của bộ phim cũng rất thích mắt vì đã được cải thiện khá nhiều, nhưng vẫn giữ được nét riêng của series. Điển hình là những khuôn mặt vô cùng biểu cảm của Pearl, Amethyst và Garnet khi bị mất trí nhớ, và cả ba Diamond nữa. Tóm lại, trên thang điểm 10, tớ sẽ cho bộ phim Steven Universe The Movie điểm 7. Vậy, đó là tóm tắt và cảm nhận của Way to Weird đối với bộ phim vừa ra mắt Steven Universe The Movie. Các cậu đồng ý hay không đồng ý với những đánh giá vừa rồi của chúng tớ? Hãy comment bên dưới cảm nghĩ của riêng mình và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của chúng tớ nhé! Hẹn gặp lại các cậu trong những video tiếp theo. Và giờ thì Way to Weird out!